Dạ, xin mến chào cô chú đến với kênh là Bonsai Mini TNCT nha. Và hôm nay là ngày 20 tháng 9. Hôm nay vườn con lên cái clip này để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú mình. Nó là một cái lô hồng ngọc mai. Thì những cây hồng ngọc mai này là cái dạng nuôi thân và cắt tỉa phơm tàn tròn tròn để cho cô chú mình về làm những cây bonsai mini ghép tiểu cảnh, chứ không phải sử dụng loại rễ như dạng 95 ngàn ha. Và những cây này là không có quấn rễ luôn, nói chung là rễ tự nhiên. Và cây thì chỉ được cắt tỉa phơm tàn như trên màn hình cô chú mình thấy thôi. Thì về cặn cô chú mình cắt tỉa đồ thêm, sau này nó ấm tàn rất là đẹp. Hoa của nó thì quanh năm. Đó, cô chú mình chăm tốt thì nó cho hoa quanh năm luôn. Và nếu như cô chú mình chăm nó đủ sức nữa thì nó có trái, trái màu đỏ rất là đẹp. Đó. Thì những cây hồng ngọc mai này bên vườn con đang giao lưu giá là 45 ngàn một cây. Nhưng nếu cô chú mình lấy số lượng là 6 cây thì vườn con sẽ bao phí vận chuyển cho cô chú mình luôn ha. Đó, cây tuy nhỏ nhưng mà về cô chú mình ghép tiểu cảnh rất là dễ. Lý do là vì hồng ngọc mai nó rất là dễ sống. Và nếu như cô chú mình có muốn nhân giống ra thì những cái nhánh mà nó ra hao rồi thì cô chú mình để cho nó già thêm tí xíu nữa. Xong rồi cô chú mình cắt tròn tàn lại đó. Thì cô chú mình lên nhớ lấy những cái nhánh nó ghim luôn. Và những cái nhánh nó ghim khoảng chừng 4-5 tháng thì cái rễ nó còn non á, vì cô chú mình làm bám đá đồ rất là đẹp đó. Thì con chia sẻ cách nhân giống đó ha, thì cô chú mình thấy ưng những cây hồng ngọc mai này thì alo vườn con nha, 45 ngàn một cây, 6 cây là vườn bao ship nha.